Chuyến tàu Thanh Xuân của niên khóa 1981-1984 vừa cập bến sau 40 năm rời xa mái trường Trung học Phổ thông Quang Trung. Những cánh chim bay đi mọi phương trời nay đã về đây tụ hội. Vậy là đã 40 năm trôi qua, thời gian thấm thoát thoi đưa kể từ ngày niên khóa 1981-1984 tốt nghiệp, tạm biệt ngôi trường thân yêu để bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Chia tay nhau, họ như đàn chim tung cánh bay về muôn nơi, biết bao kỷ niệm về một thời khốn khổ nhưng đầy tình cảm của thầy cô dành cho học trò và của bạn bè dành cho nhau lại ùa về. Câu chuyện về những học trò tinh nghịch nhưng rất đáng yêu trong mắt thầy cô, những câu chuyện cứ thế miên man trong niềm vui và trong cả những giọt nước mắt xúc động. Hôm nay, trong niềm hân hoan phấn khởi của 40 năm xa cách, tập thể cựu học sinh niên khóa 1981-1984 trường Trung học Phổ thông Quang Trung của 40 năm về trước đã tụ hội đông đủ cùng nhau trên mảnh đất thủy nguyên anh hùng cuột khởi đầy nắng gió này, nơi mà hơn 40 năm trước đã trở thành khởi điểm cho một tình thầy trò, tình bằng hữu sâu sắc vững bền, đã tụ hội về đây từ bốn phương trời để được gặp mặt nhau, được hàn huyên, được cùng nhau ngược dòng thời gian trở về với những ký ức êm đềm của tuổi học sinh suốt 3 năm gắn bó dưới mái trường Trung học Phổ thông Quang Trung thân yêu. Bao thế hệ thầy trò đã lâu lắm rồi mới có dịp gặp gỡ, hàn huyên chuyện cũ. Những cái bắt tay nồng ấm, những ánh mắt trìu mến, những nụ cười thân thiện, những cái ôm thật chặt, những bâng khuâng xao xuyến, những mái đầu bạc trắng, những nhắc nhở ân cần, những bức ảnh cũ, những câu hát, những vần thơ vang lên trong niềm xúc động bồi hồi. Tham gia buổi gặp có quý thầy cô giáo nguyên là cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường khóa 1981-1984. Các thầy giáo, cô giáo là cán bộ quản lý và các thầy cô giáo đang công tác tại trường. Nhiều thầy cô đã nghỉ hưu, đã chuyển công tác đi nơi khác nhưng vẫn về tham dự đông đủ cùng sự có mặt của đông đảo các cựu học sinh khóa 1981-1984. Những thước phim tư liệu ghi lại từng góc lớp, từng hàng cây cùng những kỷ niệm tinh nghịch của tuổi học trò đã gợi lại biết bao xúc cảm thân thương, gần gũi và quen thuộc, khiến ai cũng rưng rưng xúc động. Đó là những kỷ niệm vô giá in dấu thời gian, lưu giữ những tháng năm hồn nhiên, tươi đẹp nhất của tuổi học trò. Những lời ca, tiếng hát về một thời đến trường, về tình thầy trò, miền ký ức ấy được ôn lại. Trong dòng chảy cảm xúc kết nối quá khứ đến hiện tại, thầy cô phấn khởi, vui mừng và cảm động trước sự trưởng thành và tình cảm sâu sắc mà các em học sinh khóa học 1981-1984 đã dành cho các thầy cô. 40 năm ấy với biết bao thăng trầm, bộn bề lo toan, nhưng dù ở bất kỳ phương trời nào, những cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Quang Trung niên khóa 1981-1984 vẫn luôn lưu giữ trong tim nỗi nhớ về mái trường xưa, về thầy cô và những người bạn cũ. Buổi hội khóa 40 năm, ngày trở về, chính là thời khắc để những thế hệ học sinh cũ gửi đến thầy cô của mình lời tri ân và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thầy cô, nguyên ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô chủ nhiệm, thầy cô bộ môn đã chắp cánh ước mơ trong suốt những năm tháng dưới mái trường Trung học Phổ thông Quang Trung. Phát biểu trong chương trình, đại diện Ban Liên lạc Hội khóa 1981-1984 chia sẻ, 40 năm, những học sinh được quay về mái nhà xưa, trường xưa, thầy cô vẫn đứng đó giang vòng tay chờ đón. Nhưng tóc thầy cô đã bạc, mắt đã kém nhiều rồi, bạn bè chúng ta mỗi đứa một nơi, nay hội ngộ bùi ngùi trong nỗi nhớ. Tri ân và hội ngộ, trở về và gắn kết là mong muốn là ý nghĩa lớn lao của chương trình hội khóa 40 năm, nơi ấy ta về. Dẫu có chia xa, mái trường Trung học Phổ thông Quang Trung vẫn luôn là ngôi nhà đầm ấm chờ đợi các cựu học sinh mỗi khi trở về, là nơi chắp cánh cho những thế hệ học sinh đến những chân trời mới. Và ngày hôm nay không chỉ là cuộc hội ngộ của các thành viên khóa 1981-1984 gặp gỡ bạn bè, tri ân thầy cô, mà đây còn là dịp gặp gỡ, sẻ chia và hướng về mái trường thân yêu. Những tình cảm, những sự sẻ chia và những tấm lòng nghĩa tình của các cựu học sinh đã dành tặng món quà ý nghĩa đến nhà trường và trao tặng các thầy giáo, cô giáo những món quà tri ân ấm tình thầy trò.
Cuộc hội ngộ đầy kỷ niệm này không chỉ là cuộc hội ngộ giản đơn, mà cuộc hội ngộ này chứa đựng sự đoàn kết, sự tri ân, sẻ chia và đầy nghĩa tình. Hội khóa 40 năm ngày trở về, niên khóa 1981-1984, trường Trung học Phổ thông Quang Trung khép lại trong niềm hân hoan, phấn khởi của cả thầy và trò. 40 năm ngày trở về thực sự là ngày hội gắn kết, sẻ chia, nhân yêu thương đong đầy cho cuộc sống. Hy vọng với sứ mệnh chèo đò của mỗi thầy cô, các thế hệ học sinh trường Trung học Phổ thông Quang Trung sẽ trưởng thành, vươn xa hơn nữa để làm rạng danh mái trường Trung học Phổ thông Quang Trung thân yêu.